Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, toàn phường hiện đang quản lý 18 trường hợp F0 đã xét nghiệm PCR dương tính, 147 trường hợp F0 đã qua test nhanh dương tính, đưa 42 trường hợp đi cách ly điều trị tập trung, có 195 F0 đã được điều trị khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly điều trị tại nhà. Công tác tiêm ngừa vaccine, trạm y tế phường đã thực hiện tiêm 11.864 mũi 1 và mũi 2, 1.357 mũi 3 và tiêm đủ 2 liều vaccine cho 648 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 100%. Trong suốt quá trình triển khai phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường luôn bám sát 5 nguyên tắc cơ bản ngăn chặn phát hiện cách ly, khoanh dùng và dập dịch, tập trung tổ chức rà soát truy vết quản lý cách ly người bệnh, nghi nhiễm, củng cố thành lập và kích hoạt hai khu cách ly tập trung, kích hoạt các đội phản ứng nhanh và bố trí thường trực phòng chống dịch 24 trên 24 giờ. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội cũng được phường đặc biệt quan tâm với hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm, thực phẩm, từ nguồn hỗ trợ các nơi và ngân sách phường, kịp thời chuyển đến các tầng lớp nhân dân trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội cũng như giúp người dân ổn định cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới. Theo đó, phường Vĩnh Quân đã chủ động triển khai thực hiện các gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ, đã hỗ trợ 41 người bán lẻ sổ số, số lưu động với tổng số tiền trên 61 triệu đồng hỗ trợ 1.420 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động với tổng số tiền 1 tỷ 560 triệu đồng, hỗ trợ 1.290 kg gạo cho 86 đối tượng hộ cận nghèo và 3.690 kg cho 240 đối tượng bảo trợ xã hội theo quyết định 1988 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.